Việt Nam hiện là một trong 10 trung tâm đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới và được xếp hạng 16 trên thế giới về đa dạng nguồn gen. Trong đó có rất nhiều nguồn gen được ứng dụng làm thuốc phòng và chữa bệnh. Đây là một trong những cơ hội lớn cho các hợp tác xã sản xuất dược liệu tại Việt Nam. Với sự đa dạng về khí hậu và thổ nhưỡng, đất đai, ngay từ cuối những năm của thập kỷ 60-80 ở Việt Nam đã hình thành những vùng trồng sản xuất cây dược liệu có tính chuyên canh. Điều này đã cho thấy nguồn dược liệu ở nước ta rất phong phú. Trong đó, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã đóng góp một phần quan trọng trong trồng, bảo tồn, khai thác, chế biến cây dược liệu trên phạm vi cả nước. Đồng thời, quyết định số 376 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp dược, sản xuất nguyên liệu làm thuốc trong nước với các cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ ở mức cao. Thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp dược, chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài trong sản xuất thuốc phát minh còn bản quyền, thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc generic có dạng bào chế công nghệ cao, vaccine, sinh phẩm tham chiếu, sinh phẩm tương tự. Nhà nước ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc mới, thuốc dược liệu chất lượng cao, phát triển sản xuất thuốc dược liệu mang thương hiệu quốc gia. Theo Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế, tổng số dược liệu được sử dụng trong ngành y tế nước ta ước tính khoảng 100.000 tấn, với tổng giá trị thị trường trên 400 triệu đô la Mỹ một năm. Tiềm năng phát triển ngành dược liệu ở Việt Nam rất lớn. Tuy nhiên, hầu hết các loài cây dược liệu đều sinh trưởng bên trong rừng phòng hộ, dưới tán rừng, vốn là địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Do vậy, phát triển ngành dược liệu sẽ mở ra cơ hội rất lớn đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Những xu hướng tiêu dùng mới mở ra những cơ hội mới, thúc đẩy thị trường đầy tiềm năng cho lĩnh vực dược liệu. Trong bối cảnh sản xuất trong nước mới đáp ứng được khoảng 25% nhu cầu nguyên vật liệu của thị trường, dư địa phát triển ở thị trường nội địa còn rất lớn, chưa kể đến thị trường xuất khẩu. Tiềm năng to lớn trong một danh mục sản phẩm đa dạng là hiện hữu. Nhu cầu dược liệu của thế giới khoảng 200-300 tỷ đô la Mỹ, nhưng Việt Nam chưa có doanh nghiệp nào tham gia được vào thị trường tiềm năng này, trong khi nước ta có địa hình, thời tiết và thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại dược liệu có giá trị cao trên thế giới. Xuất khẩu dược liệu của Việt Nam mới chỉ dừng ở vài trăm triệu đô la Mỹ một năm, trong khi dư địa trên thị trường này vẫn còn rất lớn. Đây là con số ấn tượng khi nhắc đến sản phẩm ô cốp của một huyện miền núi như Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Những năm qua, nhờ phát triển được nguồn dược liệu địa phương cộng với sự hỗ trợ từ chính sách nhà nước cũng như của địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ, tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Qua đó, tạo ra sự đa dạng phong phú về mẫu mã, tính đặc trưng, đặc sản của sản phẩm trên thị trường. Không chỉ dừng lại ở hình thức bán buôn cây thô và các sản phẩm từ sâm ngọc linh, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng khắp cả nước đã dành thời gian đến khai phá thị trường hàng hóa đặc biệt này. Tìm kiếm đối tác sản xuất, phân phối, hợp tác xuất khẩu. Các hoạt động này đang ngày một rầm rộ, mở ra cơ hội khai phá thị trường sâm ngọc linh còn non trẻ. Tại tỉnh Quảng Nam, nhằm khuyến khích nâng cao cơ hội tiếp cận thị trường cho người sản xuất, phiên chợ sâm ngọc linh được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng ở huyện Nam Trà My, được xem là điểm hẹn của những người mua sâm và cả những người tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ mặt hàng này. Mình đến đây cũng là vừa là mua sâm vừa là du lịch, cộng với cái là để cho sau này mình sẽ về mình làm một cái đại lý, mình giới thiệu sản phẩm ở tại Hà Nội để mở rộng cái thị trường, để quảng cáo sâm của Nam Trà My ra đến thủ đô. Nơi đây không chỉ là gặp gỡ, trao đổi kỹ thuật trồng, chăm sóc cây sâm ngọc linh và các loại cây dược liệu khác của người dân, mà còn là dịp để các doanh nghiệp khắp nơi kết nối, khai thác đầu vào, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Mình thay mặt công ty đến đây để tìm kiếm những cái cây sâm, cái nhà cung cấp sâm ngọc linh có uy tín và để
làng Lưu Nguyên làm nguyên liệu cho công ty của mình. Mình sản xuất ra các cái sản phẩm như là sâm ngâm mật ong, sâm ngâm rượu, sâm cao lá và đặc biệt là tinh chất sâm ngọc linh, có thể triển khai ra thị trường cho tất cả mọi người với mong muốn là sâm của Quảng Nam 100% và sâm chất lượng. Tại vùng lõi của Nam Trà My, các tổ chức doanh nghiệp, hộ, nhóm hộ đã tham gia trồng sâm ngọc linh với khoảng hơn 3 triệu cây trên tổng diện tích gần 810 hectare dây tán rừng. Giá trị thương mại của cây sâm ngọc linh dần ổn định, không chỉ thông qua các phiên chợ sâm uy tín do huyện tổ chức, mà còn bởi nhiều đơn vị đã tập trung đầu tư nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chế biến sâu các sản phẩm từ sâm, nhất là khi chương trình OCOP ra đời. Nam Trà My thì đến năm 2022 thì là toàn huyện có 21 sản phẩm. Trong đó thì sản phẩm về sâm ngọc linh, đó là như là sản phẩm chức năng của công ty Sâm Sâm, đó là viên nang Spatong, rồi rất là nhiều những cái sản phẩm khác. Bên cạnh đó thì những sản phẩm bây giờ là có nước uống dinh dưỡng của sâm ngọc linh. Còn đối với những dược liệu thông thường thì rất là nhiều. Cái định hướng, cái kỳ vọng của huyện vẫn đẩy mạnh cái về phát triển sâm ngọc linh, sản phẩm OCOP và chế biến sâm ngọc linh để là nó nâng cái giá trị và kể cả là nâng cao cái thu nhập và đảm bảo việc sâm ngọc linh thì mọi người đều được sử dụng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, xúc tiến, kêu gọi và thu hút đầu tư mà ngày càng có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, thậm chí là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ quan tâm tìm đến thị trường hàng hóa đặc biệt này. Đây cũng được xem là những bước tiến mới trên hành trình phát triển, đưa quốc bảo của Việt Nam vươn cao, vươn xa hơn. Bên cạnh sâm ngọc linh, tỉnh Quảng Nam còn có môi trường phù hợp cho nhiều loại dược liệu khác phát triển. Hiểu được lợi thế đó, một số người dân nơi đây đã mạnh dạn đầu tư tạo ra những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Cái loài mà thảo mộc quý nhưng mà thật nó cứ luôn ngày nào mình cũng thấy xung quanh mình thì thành ra là thấy nó là bình thường, nhưng mà đọc nhiều sách báo thì tôi thấy những cái loài thảo mộc này là được người ta nói là nó có một cái tác dụng rất lớn đối với sức khỏe của con người. Tuy nhiên thì lúc đó cũng chưa nghĩ tới được nhiều như vậy đâu, nhưng mà khi mà có cái chương trình mỗi xã một sản phẩm á, cái chương trình OCOP ra đời á, thì lúc đó mới làm cho tôi là quyết định bắt đầu là tập trung vô và quyết tâm chế biến các cái loại thảo mộc này trở thành một dạng trà. Từ năm 2018 đến nay, riêng cơ sở này đã có đến 4 sản phẩm được công nhận OCOP, tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho hàng chục người dân. Toàn huyện Nam Trà My có 22 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm 4 sao, 21 sản phẩm đạt 3 sao. Sự thành công từ các sản phẩm OCOP trước đó đã tạo động lực để bà con tích cực tham gia, đăng ký thêm nhiều sản phẩm khác. Trong năm nay là mình đang làm sản phẩm sâm ngọc linh mật ong. Và tiếp theo nữa thì trong dự định của mình sẽ làm những sản phẩm chế biến sâu hơn từ sâm ngọc linh, ví dụ như trà sâm và các cái trà dược liệu ở trên này. Ngoài ra từ cái gạo lứt đỏ của mình đã có OCOP rồi thì mình đang hướng đến làm những cái bánh từ gạo lứt và đẳng sâm. Giai đoạn 2021-2022, huyện Nam Trà My đã dành hơn 2,2 tỷ đồng để thực hiện chương trình OCOP, phối hợp lồng ghép các nguồn kinh phí từ nhiều chương trình nhằm hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ thể OCOP trên địa bàn. Cái chủ yếu là hỗ trợ cái về phần máy móc, trang thiết bị để mà sản xuất, hai là hỗ trợ về bao bì, nhãn mác, thiết kế, rồi hỗ trợ về công bố. Và đặc biệt nữa thì có cái chương trình này sẽ các chủ thể mà tham gia sẽ được có đội ngũ chuyên gia từ trung ương đến tỉnh và huyện, họ sẽ tư vấn cho chủ thể. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các chủ thể mới mang sản phẩm dược liệu tham gia OCOP trưng bày kết hợp trong phiên chợ sâm hàng tháng, huyện còn xây dựng sàn thương mại điện tử, hỗ trợ các chủ thể OCOP tăng cường kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, mối liên kết trao đổi hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp nhằm tạo chuỗi giá trị, giúp các sản phẩm OCOP từ dược liệu đi xa hơn. Còn tại Hà Giang, người dân xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng ngô là loại cây trồng đem lại thu nhập chính cho bà con nơi đây sang trồng cây dược liệu theo kế hoạch của chính quyền địa phương. Bước đầu đã đem lại thu nhập tương đối so với trước đây. Đây là năm thứ hai gia đình bà Nguyễn Thị Lan trồng cây dược liệu trên chính mảnh ruộng của mình thay cho cây ngô, cây lúa.
Năm vừa qua, bà thu được hơn 30 triệu đồng trên một sào ruộng, nên năm nay bà quyết định mở rộng diện tích trồng dược liệu thêm một sào nữa. Cây này là cây huyết dụ, là cây thuốc chữa bệnh đại tràng. Thế là chúng tôi cũng liên hệ với Hội Đông Y tỉnh là thu mua ra để là lấy cây này về trồng để làm thuốc. Địa bàn xã có đến 45% hộ gia đình tham gia vào mô hình trồng dược liệu này để phục vụ cho việc sản xuất của các hợp tác xã sản xuất dược liệu. Nếu như năm 2021 chỉ có 2 hectare cây dược liệu để trồng, thì tới nay đã có gần 4 hectare. Nói chung là riêng nhà chú thì trồng hơn 2 sào. Còn về cái đầu ra thì cũng đã được hợp tác xã Nam Dược Mảng Bình có làm cam kết với bà con nhân dân, là cho nên bà con nhân dân cũng rất là yên tâm. Đây là một cái sản phẩm đặc biệt là được Sở Y tế tỉnh đồng ý, thì cho nên là chúng tôi cũng rất là yên tâm. Bên cạnh việc tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, thì chính quyền tỉnh Hà Giang cũng triển khai các đề tài khoa học nhằm duy trì bảo tồn những bài thuốc, cây thuốc quý. Đối với tỉnh Hà Giang thì thực hiện cái chương trình 118 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì xuất phát từ vấn đề đó thì chúng tôi đã có cái bài thuốc nghiên cứu khoa học của bài thuốc viêm đại tràng đã được nghiệm thu với lại đề tài cấp tỉnh. Thì để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang thì chúng tôi đã vận động bà con để di thực các cây thuốc có trong cái bài thuốc từ trên vùng núi cao đưa về trồng tại xã Phương Thiện với các loại cây thuốc có trong cái bài thuốc viêm đại tràng Hà Giang. Sau khi nắm được chủ trương của Hội Đông Y tỉnh về phát triển bài thuốc đại tràng, cấp ủy chính quyền xã Phương Thiện đã phối hợp triển khai các hợp tác xã trên địa bàn phối hợp với người dân để xây dựng dự án liên kết về trồng và chế biến sản xuất cây dược liệu. Thì dự án triển khai gồm một số loại cây chính như là cây huyết dụ, quýt bông, cây đậu rừng và cây liên an. Với quy mô dự án từ khoảng từ 2 đến 5 hectare, thì thông qua dự án này thì góp phần để thúc đẩy tạo sinh kế cho người dân cũng như là tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong thời gian tới. Đến thời điểm hiện tại, một số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tại Việt Nam đã tham gia xuất khẩu nhiều loại dược liệu như quế, hồi, thảo quả, nghệ, hòe, kê huyết đằng, nhưng riêng lẻ và với tỷ lệ không đáng kể. Mặc dù tổng giá trị xuất khẩu quế hồi liên tục tăng, năm 2022 đạt 276 triệu đô la Mỹ, nhưng con số này còn nhỏ so với thị phần dược liệu trên toàn thế giới. Theo các chuyên gia, để nâng cao giá trị cây dược liệu cần phải chế biến sâu. Tuy nhiên hiện nay, việc chế biến sâu các sản phẩm từ dược liệu vẫn còn nhiều hạn chế, đòi hỏi các địa phương có tiềm năng trong phát triển cây, sản phẩm dược liệu cần tiếp tục có những cơ chế chính sách ưu đãi phù hợp để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh từ cây dược liệu đặc hữu. Ba Lan đóng vai trò quan trọng trên thị trường nông sản toàn cầu, là nhà sản xuất và xuất khẩu gia cầm số 1 của EU và thứ 4 trên thế giới về sản xuất táo, thứ 3 về sản xuất bánh kẹo ở EU. Ba Lan cũng là một trong các quốc gia đứng đầu về sản xuất và xuất khẩu nhiều loại rau củ quả, các sản phẩm sữa và thịt lợn. Ngành nông nghiệp, cụ thể là trồng trọt và chăn nuôi và chế biến hiện đại, khiến thực phẩm Ba Lan ngày càng có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Ba Lan sử dụng các phương pháp nông nghiệp truyền thống rất đa dạng, các công thức chế biến lâu đời nhưng đồng thời vẫn tích cực kiếm tìm các giải pháp mới. Ngày càng nhiều các công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp và công nghệ thực phẩm được sử dụng. Nông nghiệp chính xác và thân thiện với môi trường ngày càng phổ biến, cho phép thu thập thông tin chính xác về tình trạng của cây trồng và phân tích dữ liệu để định lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hoặc kế hoạch gieo trồng. Tiềm năng của nông nghiệp có thể tận dụng được tuyệt đối nhờ vào các ứng dụng và hệ thống công nghệ thông tin nhằm tăng hiệu quả và giảm chi phí. Việc sử dụng thiết bị không người lái để lưu các thông số và ảnh trên các đám mây điện toán ngày càng trở nên rộng rãi. Các biện pháp cải tiến, hạn chế tiêu thụ phân khoáng, chẳng hạn như chất ổn định nitơ, có tầm quan trọng to lớn trong việc cải thiện năng suất.